Chúng ta lại gặp nhau trong tiết thứ hai của nội dung ứng dụng tích phân để tìm diện tích kiểu hình thẳng. Trong tiết học thứ nhất của phần này, để các em đã làm quen với các kiến thức cơ sở trong việc thiết lập diện tích hình thẳng và làm quen với hai bài toán cơ bản. Đó là bài toán về diện tích của hình thăng cong và diện tích của hình phẳng tạo bởi hai đường cong và hai đường thẳng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp bài toán thứ ba và cũng là bài toán trọng tâm nhất trong cái phần này. Đồng thời chúng ta sẽ nghiên cứu vấn đề thứ hai về hình phẳng có tham số. Chúng ta sẽ đi vào phần tiếp tục của vấn đề 1, đó là ta nghiên cứu tiếp bài toán thứ ba. Chúng ta đang nghiên cứu vấn đề 1 và bây giờ chúng ta xét bài toán. Bài toán 3. Bài toán 3 của chúng ta xét hình phẳng như sau. Hình phẳng được xác định bởi đồ thị C1 của đường Y bằng Fx và đường C2 Y bằng Gx. Trong trường hợp này chúng ta cho biết là ta ghi luôn là C1 và C2. C1 C2 là hai đường cong tự khép kín. Hai đường tự khép kín. Nghĩa là trong trường này người ta muốn nói đến sự giao nhau của hai cái đường C1 và C2. Do vậy chúng ta thấy là nếu với điều kiện này xảy ra thì chúng ta cũng đã có công thức thiết lập hình phẳng bằng. Ở đây thì tạm thời thì cái cận thì thầy vẫn viết là AB, sau chúng ta giải thích thêm A B của chi tuyệt đối Fx trừ Gx Dx. Vấn đề AB ở đây chúng ta lấy từ đâu? Như vậy việc của AB thì chúng ta phải được xác định từ cái việc là AB có được từ từ việc giải xét phương trình Fx bằng Gx để chúng ta suy ra các nghiệm của nó. Và ta giả sử nó có thể nhiều hơn hai nghiệm. Nếu nhiều hơn hai nghiệm ta sẽ tách tiếp tích phân ra, nhưng tạm thời ta giả sử nó có hai nghiệm. Giả sử có hai nghiệm là x1 bằng bằng a và x2 bằng b, trong trường này a nhỏ hơn b. Như vậy việc thiết lập tích phân diện tích hình phẳng của bài toán thứ ba là đồng nghĩa là chúng ta phải đi giải phương trình fx bằng gx trước để tìm các nghiệm, từ đó chúng ta mới tìm ra được cái biển giới hạn của nó và mới có được cái công thức SH này. À, như vậy chúng ta thấy là quy trình của nó chắc chắn là độ phức tạp của nó hơn hẳn so với hai bài toán 1 và 2. À, về quy trình, phương pháp giải. Thì cũng giống như chúng ta xem lại là xem bài toán 2. Tức là ở đây xem bài toán 2 nghĩa là sau khi chúng ta đã thiết lập xong SH rồi thì muốn phá chỉ đối, chúng ta xem bài toán 2 để chúng ta là trong phần 2 cũng đang nêu hai phương pháp đồ thị và phương pháp đại số, chúng ta có thể giải được bài tập này. Sau đây chúng ta sẽ xét một số ví dụ cụ thể. Chúng ta xét ví dụ 1. Đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu đề khối A 2 cho hình phẳng H giới hạn bởi các đường đường C1 y bằng chi tuyệt đối của x bình trừ 4x cộng 3, đường C2 y bằng x cộng 3.
Ở đây thì bắt đầu ta sẽ nghiên cứu, ở đây đúng là tính chất của nó không có cái yếu tố nào kèm theo, ta biết ngay này về toán 3. Nhưng việc đầu tiên chúng ta cần cần làm đó là xét phương trình là một phương trình chứa trị tuyệt đối đơn giản. Phương pháp làm là chúng ta hoàn toàn có quyền phá trị tuyệt đối của bên trái rồi kết hợp với yếu tố bên phải để chúng ta xét. Trường hợp thứ hai là các em có thể tiến hành bình phương và tạo ra hai cái hằng đẳng thức, tức là khi bình phương chúng ta tạo thành ở đây chúng ta có thể suy ra x bình trừ 4x cộng 3 bình phương trừ đi x cộng 3 bình phương bằng 0, mà ta biết thành hai hằng đẳng thức, và từ đó ta suy ra là x bình phương, rút gọn lại chúng ta sẽ ra hai cái nghiệm là x bằng 0 hoặc là x bằng 5. Như vậy trường hợp thứ nhất là ta đã chỉ được ra nghiệm. Do vậy về mặt lý thuyết mà nói thì ta hoàn toàn đã lập được SSH, lập được SH. Nhưng để cho nó gọn thì ta thử quan sát xem giữa hai anh này có mối tương quan như thế nào, để chúng ta đánh giá được cái biểu thức của nó. Như vậy chúng ta phải nghiên cứu là trong đoạn 0, 5 thì cái hàm x cộng 3 như thế nào và hàm trị tuyệt đối này như thế nào. Đấy. Nếu như đánh giá thì chúng ta phải thấy rằng trong đoạn 0, 5 thì thay giá trị vào chúng ta thấy rằng trong đoạn 0, 5 này thì hàm x cộng 3 lớn hơn hàm này. Trong trường này thầy thử biểu diễn qua đồ thị xem chúng ta nhìn thế nào. Biểu diễn C1 C2 trên hệ tọa độ OXY. Chúng ta nhìn qua xem. Trong trường hợp này, đồ thị này là một parabol. Nó có đỉnh đỉnh của nó là trừ B trên 2A. Như vậy là ở đây là trừ B là 4 trên 2A, đỉnh nó là 2. Và thay vào khi là 2 thì chúng ta thấy là ở đây là 1 này, 2, 3. Đúng là đỉnh nó ở đây. Nhưng hàm trị tuyệt đối của cái hàm trị tuyệt đối của hàm trị tuyệt đối fx chúng ta biết rồi, nó đối xứng lên trên này. Và x bằng 0 y của nó bằng 3. Nên như vậy là đồ thị của cái đường thứ nhất là đồ thị của đường C1. Còn đồ thị của đường C2 chúng ta biết rồi, là khi x bằng 0, y bằng 3 đi qua đây. Và trường hợp thứ hai là khi 0 x bằng trừ 3 thì chúng ta kéo kéo dài nó ra. Dài nó là trừ 3 bên này. Như vậy thầy có thể phác thảo đồ thị C lên trên này. Đấy, cái đường đây là đường C2 và tại cái điểm cắt này thì chúng ta vừa giải ra rồi. Giao ra chúng ta tìm giá trị đây là 5. Đấy, như vậy hình phẳng của chúng ta chính là hình này. Đấy là về mặt đồ thị. Nguyên tắc khi làm bài tập thì người ta cũng không yêu cầu các em phải nêu các bước để vẽ đồ thị của nó, mà chúng ta chỉ nắm rõ tính chất của từng hàm để chúng ta vẽ lên đồ thị. Như vậy nếu nhìn vào đồ thị này thì rõ ràng chúng ta thấy là cái đường x cộng 3 nó nằm trên cái đường kia, do vậy chúng ta hoàn toàn thấy rằng chúng ta hoàn toàn có thể lập được diện tích hình phẳng mà bỏ được cái trị tuyệt đối. Như vậy từ đây suy ra SH của chúng ta bằng 0
đến 5. Cái đường x cộng 3 trừ trị tuyệt đối của x bình trừ 4x cộng 3 lấy x. Chúng ta sẽ triển khai thêm bước nữa. Chúng ta tiếp tục để phá trị tuyệt đối của cái trong trường này. Ta phá trị tuyệt đối, đây nó còn một cái vòng vuông nữa. Để phá trị tuyệt đối của cái x bình phương trừ 4x cộng 3 có hai cách. Cách thứ nhất là các em xét dấu tam thức bậc 2 ở trong. Nếu xét dấu tam thức bậc 2 ở trong, ta thấy là tam thức bậc 2 ở trong sẽ nhận ra trị dương nếu nó nằm bên ngoài. Nhận ra trị dương nếu nó nằm ngoài đoạn từ 3, 1. Tức là ở đây chúng ta thấy rằng là gì? Trong trường này, nếu nhìn vào đồ thị, chúng ta có hai phân khúc. Phân khúc thứ nhất là cái nhánh, hai nhánh này là tạo thành nhánh lõm và cái này tạo thành nhánh lồi. Như vậy đây ta phải tách tích phân của chúng ta, tích phân ban đầu ta từ 0 đến 5 làm 3 nhánh. Như vậy ở nhánh thứ nhất là chúng ta xét tích phân từ 0 đến 1, tức là xét với nhánh lõm. Thứ hai là từ 1 đến 3 là của nhánh lồi và từ 3 đến 5. Vậy từ đây ta suy ra y sẽ bằng tích phân từ 0 đến 1. Ở trong trường này là x cộng 3 trừ đi x bình cộng 4x trừ 3dx cộng tích phân của chúng ta từ 1 đến 3 của x cộng 3 sẽ cộng với x bình trừ 4x cộng 3 dx, tiếp tục cộng với tích phân từ 3 đến 5 cũng của x cộng 3 trừ x bình cộng 4x trừ 3 dx. Đến đây thì các em sẽ làm công đoạn là rút gọn nó lại. Rút gọn nó lại thì đều là các tích phân của hàm đại số thông thường. Do vậy, chúng ta tính cái tích phân này, đáp số chúng ta sẽ ra là 109/6. Đây chúng ta đang sử dụng S. SH sẽ bằng 109/6 và chúng ta ghi là đơn vị diện tích. Như vậy ở ví dụ này, đây đều khối A 2002, chúng ta đã thấy là trong hàm này đã bản thân có trị tuyệt đối. Nếu thiết lập công thức diện tích mà chúng ta không xác định rõ F lớn hơn G hay G lớn hơn F thì ta lại phải thêm hai lần trị tuyệt đối. Và trong trường hợp này thì các bước chúng ta đã giải được ra nghiệm. Từ nghiệm chúng ta thấy là biểu diễn trên đồ thị, chúng ta thấy các phân khúc mà chúng ta phải tách tích phân này ra để phá trị tuyệt đối. Trong trường hợp này chúng ta đã giải quyết xong một bài tập này. Là rõ ràng đây cũng là một bài toán không hề đơn giản, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiếp ví dụ thứ hai. Ta xem ví dụ thứ hai. Cho hình phẳng được thiết kế bởi đường y gọi là đường y 1, căn bậc 2 của 4 trừ x bình trên 4, đường c 2 y 2 bằng x bình trên 4 căn 2. Câu hỏi của chúng ta vẫn là tìm diện tích hình phẳng. Ở trước hết chúng ta thấy đây là một hàm nó không còn đơn giản như những hàm chúng ta đã xét trong các bài toán 1 và bài toán 2. Ở đây chúng ta đã gặp phải hàm căn. Và việc nếu như chúng ta áp dụng pháp đồ thị thì rõ ràng là chúng ta cũng vẽ được thôi. Bởi chúng ta biết là khi ở đây y thì không âm, chúng ta bình phương nó lên thì chúng ta vẫn tạo ra được một cái đường cong mà có thể xác định vẽ được.
Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đánh giá theo phương pháp đại số xem sao. Trước hết bước 1 chúng ta là xét phương trình căn của 4 trừ x bình trên 4 bằng x bình trên 4 căn căn 2. Tất nhiên hai về không âm thì công đoạn chúng ta là bình phương. Bình phương hai vế và ta dẫn đến một cái phương trình là phương trình chúng ta ghi luôn là x mũ 4 trên 32 cộng x bình trên 4 trừ 4 bằng 0. Mà giải cái phương trình này, đây là phương trình trùng phương thông thường thôi, thì các em sẽ giải ra là x bình phương bằng 8, hay nói khác là x bằng cộng trừ 2 căn 2. Như vậy trong trường này ta đã tìm ra cận từ trừ 2 căn 2 đến căn 2. Bây giờ chúng ta sẽ viết lại tích phân này. Như vậy từ đây sau khi đã có cận thì ta hoàn toàn thiết lập được SH. Như vậy từ đây ta suy ra SH sẽ bằng trừ 2 căn 2 đến 2 căn 2 chia tuyệt đối, ta cứ lấy là hàm căn 4 trừ x bình trên 4 trừ đi x bình trên 4 căn 2 dx. Như về mặt lý thuyết thì ta đã thiết lập được công thức tính một cách bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ đánh giá xem phá tuyệt đối thế nào, phá tuyệt đối thế nào. Chắc chắn là việc đi vẽ cái đồ thị này đến đây là cũng hơi khó khăn. Chúng ta thử xét theo cái hướng xét bất phương trình, chúng ta xem là như thế nào. Người ta thấy là mặt khác xem bất phương trình này, căn của 4 trừ x bình trên 4 sẽ lớn hơn hoặc bằng x bình trên 4 căn 2 khi nào? Khi giống như giải phương trình này thì ta thấy là khi cái điều này nhỏ hơn hoặc bằng bằng 0. Đấy, tức là khi mà x bình phương nhỏ hơn hoặc bằng bằng 8. Và dẫn đến từ đây ta suy ra khi và chỉ khi trừ 2 căn 2 nhỏ hơn bằng x nhỏ hơn bằng, hay nói cái khác là trong cái, với cái đoạn từ trừ 2 căn 2 thì cái hàm căn này lớn hơn hàm y1 lớn hơn y2. Do vậy trong trường này tuyệt đối của ta là đã được giải quyết xong. Giải quyết xong. Và đây là có tính đối xứng nên ta hoàn toàn có thể viết vậy SH sẽ bằng hai lần tích phân từ 0 đến 2 căn 2. Vì mất tuyệt đối nên ta tách luôn là căn của 4 trừ đi x bình trên 4 dx trừ 1 trên có 2 nhân nữa, như vậy chỗ này ta ghi là trừ đi 2 nhân 2 chia cho 4 căn 2, như vậy là 1 trên 2 căn 2 phân của tích phân của 0 đến 2 căn 2 của x bình dx. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta là ở tích phân thứ 2 thì tính dễ rồi. Ta còn lại tích phân phân sau. Thì ta thấy là tích phân này ta thấy tính đơn giản thôi. Người ta thử coi đây là một cái tích phân y, thì ta thấy này y chúng ta được viết lại quy đồng 4 lên. Thì ta bỏ 4 ra ngoài thì chỗ này nó sẽ là 1 phần 2 0 2 căn 2. Căn của chúng ta là 16 trừ x bình dx. Và đây là tích phân có dạng là a bình trừ x bình.
chúng ta đã có cái công thức xác định cái này rồi, đúng không ạ? Đó là đặt x bằng 4 sin t. Như chúng ta đã biết là đặt x bằng 4 sin t. Và như vậy cái tích phân này thì các em sau khi đặt x 4 sin t các em thay vào thì chúng ta tính bình thường. Và đây thì cũng coi như đó là một bài tập dành cho chúng ta. Đấy, cho nên là thầy muốn là các em sẽ giải quyết bài tập này và cho rằng đáp số của y của chúng ta. Từ đây suy ra y của chúng ta sẽ bằng là pi cộng 2. Đấy. Ở đây thì hướng dẫn thôi, cái bài này tập này chúng ta đã gặp trong cái phần trước rồi. Nó là tích phân có dạng là a bình trừ x bình và đã có đặt là 4 sin sin t. Sau đó chúng ta đổi cận lắp vào thì chúng ta sẽ ra ngay một cái tích phân đơn giản. Và các em lắp ra cuối cùng đi bằng pi cộng 2. Và từ đó ta suy ra SH của chúng ta cũng bằng 2 lần pi cộng 2 và trừ đi 1 2 ra thành 3 là ai là 6. Cận từ 0 đến 2 căn 2. Và đây thì các em lắp số cuối cùng vào thì chúng ta sẽ tính được kết quả của bài toán và đáp số cuối cùng của S. Cho đáp số cuối cùng của nó là 2 pi cộng 4 phần 3. Các công đoạn yêu cầu các em tính. Ở đây chỉ muốn nói rằng thông qua ví dụ thứ hai thì chúng ta đã gặp một cái hàm có trừ căn. Và việc khảo sát và vẽ hàm này thì rõ ràng là việc không nên, nên chúng ta đã lựa chọn phương pháp đại số. Mà đã lựa chọn phương pháp đại số ở đây thì chúng ta đã chính là cái việc chúng ta đi xét cái bất phương trình fx trừ gx lớn hơn bằng 0, tức là f lớn hơn hoặc bằng g khi nào, tức là ta chỉ ra nó khi nào. Và trong trường này ta đã chỉ ra được là nó f lớn hơn bằng g đúng trong cái miền ta đang xét là trừ 2 căn 2 đến 2 căn 2. Và do vậy ta không phải xét thêm nữa và suy ngay được ra tích phân chúng ta là bỏ được trị đối. Bỏ được trị đối là tách thành hai tích phân cơ bản. Vì một tích phân thứ hai là tích phân hàm đa thức. Tích phân thứ hai là hàm quen thuộc, hàm vô tỉ trong trường hợp đổi biến dạng 1 chúng ta đã xét và chúng ta đã có kết quả cuối cùng. Như vậy là trong vấn đề thứ nhất, các em đã nghiên cứu được 3 bài toán cơ bản. Vừa rồi chúng ta đã xét hết cái bài toán thứ 3. Đây cũng là bài toán mà các đề thi đại học thường tập trung để thi nhiều hơn cả trong 3 bài toán. Thì cũng mong rằng là các em hãy lưu tâm nhiều hơn đến vấn đề của bài toán 3. Vì trong bài toán 3, độ phức tạp của nó hơn hẳn so với bài toán 1 và bài toán 2. Vì yêu cầu kỹ năng của bài toán 3 đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức về giải phương trình để chúng ta giải cái phương trình fx bằng gx, từ đó tìm được nghiệm của nó. Và thứ hai nữa là kỹ năng xét dấu trên từng miền nghiệm của hàm f trừ g, thì đây cũng là những kiến thức rất là quan trọng. Và chúng ta sẽ chuyển sang vấn đề thứ hai của ứng dụng tích phân về tính diện tích hình phẳng, đó là các bài toán liên quan đến diện hình phẳng nhưng có tham số. Chúng ta chuyển sang vấn đề thứ hai, bài toán diện tích hình phẳng có tham số. Bài toán diện tích hình phẳng có tham số. Thưa các em, đối với các bài toán tính diện tích hình phẳng có tham số thì thường tham số có thể nằm trong hàm f, có thể nằm trong hàm g. Tuy nhiên thì đối với những dạng toán này thì về quy trình thì chúng ta vẫn tiến hành lập hàm f bình thường. Nó chỉ khó mỗi là trong quá trình khi phá trị tuyệt đối thì chúng ta cũng phải cân nhắc cái tham số. Thì trong phần kỹ thuật 7 về tính tích phân của hàm trị tuyệt đối có chứa tham số thì thầy cũng đã hướng dẫn các em một số kỹ năng cần thiết trong quá trình xử lý các hàm trị tuyệt đối có chứa tham số. Và trong trường hợp này chúng ta sẽ vận dụng linh hoạt các trường hợp đó để vào giải quyết một số cái bài toán sau. Và cũng phải nhắc thêm là trong phần này thì nó có những bài toán liên quan đến tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của diện tích thông qua một giá trị của tham số.
Đấy, cho nên là chúng ta sẽ giải quyết ví dụ thứ nhất. Ta xét một đề thi đại học yêu cầu như sau: tìm m, tìm tham số m thuộc khoảng từ 0 đến 5/6 sao cho hình phẳng h của chúng ta được giới hạn bởi đường cong C có đồ thị là y bằng 1/3 x mũ 3 cộng mx bình phương trừ 2x trừ 2m trừ 1/3. Và giá trị thứ hai là trục y bằng 0, đường thẳng x bằng 0 và x bằng 2. Có SH bằng 4. Như vậy trong trường này bài toán của chúng ta là yêu cầu tìm một giá trị của tham số trong cái khoảng người ta đã định trước từ 0 đến 5/6 sao cho một cái hình phẳng cho trước trong đó có một đồ thị chứa tham số có cái diện tích bằng 4. Như vậy diện tích đã cho, đây ta tìm ngược lại. Muốn vậy thì ta cũng phải làm đầy đủ quy trình của xây dựng tích phân này. Nếu chúng ta sẽ thiết lập công thức trước. Vậy ta có là SH sẽ bằng cận chúng ta có rồi, 0 đến 2. Trị tuyệt đối. Trong trường này chúng ta vận dụng bài toán 1. Chúng ta có trị tuyệt đối 1/3 x mũ 3 cộng mx bình phương trừ 2x trừ 2m trừ 1/3 dx. Và đương nhiên trong trường này chúng ta nhận giá trị là bằng 4. Bây giờ chúng ta nhiệm vụ của chúng ta là phải xét m thì nằm trong khoảng 0 đến 5/6 mà đoạn cần tính tích phân lại trên đoạn từ 0 đến 2. Do vậy thử ta thử kiểm tra trên đoạn 0, 2 xem giá trị của cái hàm F của chúng ta ở trong như thế nào. Thì coi như toàn bộ cái biểu thức trong trị tuyệt đối này là hàm Fx. Thì chúng ta có một số đánh giá như sau. Trước hết là xét này. Y0 tức là y nhận giá trị của x bằng 0 sẽ bằng 0 trừ 2m trừ 1/3. Như vậy trong trường hợp này ta thấy là y0 luôn nhỏ hơn 0 với mọi giá trị của m thuộc khoảng 0 đến 5/6. Rồi ta xét thứ hai. Y2 thì các em thay vào, thì thấy có giá trị Y2 là 2m trừ 5/3. Rõ ràng trường hợp tối đa là 5/6 thì 5/3 trừ 5/3 là 0. Okay, như vậy chỗ này vẫn là nhỏ hơn 0. Cũng với mọi giá trị của m thuộc khoảng này 0. Hai giá trị chặn đầu chặn đuôi của cái đoạn 0 2 đã chỉ cho chúng ta là hàm số trong giới tích phân của chúng ta nhận giá trị nhỏ hơn 0. Người ta thử kiểm tra tiếp xem là đồ thị này nó lồi hay lõm thì mình biết được dấu của hàm này nhận giá trị là âm hay dương. Mặt khác, ta kiểm tra y phẩy thì sẽ bằng x bình phương cộng 2mx trừ
trừ 2. Ta tính tiếp y 2 phẩy của chúng ta sẽ là 2x cộng 2m. Y 2 phẩy bằng 2x cộng 2m. Ở đây với x trong khoảng trong đoạn 0 2, m trong khoảng 0 5 phần 6 thì ta thấy cái này luôn dương. Như vậy là với x thuộc đoạn 0 2, m thuộc 0 5 phần 6 thì suy ra y 2 phẩy lớn hơn y 2 phẩy lớn hơn 0, nghĩa là đồ thị của hai cái hàm số y này là hàm lõm này, gọi cả cái hàm này là hàm fx. Thì suy ra đồ thị của hàm y bằng fx là lõm trên cái miền 02, là lõm trên miền 02 và mặt khác chặn đầu chặn đuôi nhỏ hơn 0. Do vậy suy ra vậy SH của chúng ta bằng cái này. Vậy tích phân từ 0 đến 2 của cái tích phân này chính là bằng dấu trừ, tức là S cũng này nhận là chữ âm, tức là sẽ là trừ 1 phần 3 x mũ 3 trừ m x bình cộng 2x cộng 2m cộng 1 phần 3 dx của chúng ta vẫn bằng 4. Và chúng ta viết thêm một bước nữa sẽ tìm ra được cái tích phân của chúng ta. Đây là một vế trái, là hoàn toàn là một cái hàm tích phân của hàm đa thức thông thường. Do vậy chúng ta hoàn toàn có thể viết bằng x mũ 3 thì trở thành x mũ 4, như vậy là trừ x mũ 4 trên 12. Ta tạm thời cứ đặt dấu ngoặc vào, trừ đi mx mũ 3 trên 3 cộng x bình phương cộng 2mx cộng 1 phần 3x cận của chúng ta vẫn lấy từ 0 đến 2 và bằng 4. Như vậy các em lắp vào, các em sẽ giải được cái phương trình này còn toàn là m. Và đáp số của cái này sau khi giải ra là các em sẽ thấy là với S bằng 4 thì m sẽ bằng 1 phần 2. Và từ đây suy ra m chúng ta nhận là trị 1 phần 2. Như vậy là chúng ta đã thấy là với m bằng 1 phần 2 thì hoàn toàn thuộc khoảng 0 đến 5 phần 6. Do vậy yêu cầu của chúng ta đã được thỏa mãn. Chúng ta phân tích lại ví dụ này. Chúng ta thấy là trong cái bài toán về có tham số thì về quy trình mà nói chúng ta vẫn lập công thức tính diện tích bình thường. Tính bình thường. Sau đó chúng ta căn cứ vào đặc thù của từng hàm trên từng khoảng đang xét để chúng ta tiến hành biện luận để phá trị tuyệt đối. Trong trường hợp này chúng ta đã phải sử dụng đến cái phương pháp là tính chất đặc trưng của hàm lồi và hàm lõm của hàm đa thức bậc 3 để chúng ta phá trị tuyệt đối. Và rõ ràng những kiến thức này đòi hỏi các em phải vận dụng rất linh hoạt mới có thể xử lý được các bài toán như thế này.